Việt Nam đề nghị ông Trần Huỳnh Di Thức đi Hoa Kỳ, tin từ Sài Gòn. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang muốn tống khứ ông Trần Huỳnh Di Thức ra nước ngoài như một số tù nhân chính trị khác, nhưng ông không chấp nhận bị lưu đày kiểu tự nguyện. Một trang mạng, một số giáo dân công giáo ở Việt Nam hôm thứ Sáu, 9 tháng 10, dẫn lại lời kể của bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, khi bà Liên đi thăm con ở nhà tù Xuyên Mộc. Họ kêu ông đi tị nạn Hoa Kỳ, nhưng ông ấy nói, là không đi để ở lại Việt Nam tìm cách xóa bỏ Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Theo bản tin nói trên, một phần câu chuyện trao đổi giữa bà Liên và con trai là về sự khẳng khái của hai tù nhân chính trị Trần Huỳnh Di Thức và Đặng Xuân Diệu, những người bị bản án nặng nhất trong số những tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Xuyên Mộc. Anh Kha nói, anh Diệu không bao giờ mặc áo tù nên họ không cho gia đình gặp mặt. Anh Diệu nhắn gia đình đừng đi thăm, hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa cho anh Diệu. Ông Trần Huỳnh Di Thức năm nay 49 tuổi, vốn là một doanh nhân, nhân thành đạt nhưng đã tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam qua một số bài viết phổ biến trên mạng Internet, đụng chạm đến chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội, đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009 và bị truy tố cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ tinh học Nguyễn Tiến Trung và ông Lê Thăng Long vì bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông bị kết án nặng nhất đến 16 năm tù, trong khi ông Định chỉ bị kết án 5 năm tù, ông Trung 7 năm tù và ông Long 3 năm rưỡi tù. Các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đều được thả trước hạn tù qua các áp lực từ ngoại quốc, trong khi ông Trần Huỳnh Di Thức vẫn còn ở trong tù. Đặng Xuân Diệu là một trong 14 thành viên công giáo của giáo Phận Vinh bị bắt giam hồi tháng 7 năm 2011. Ông cũng bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ nên bị kết án 13 năm tù. Ông Trần Huỳnh Di Thức là một trong bốn người được chính phủ Hoa Kỳ nêu đích danh và đòi Việt Nam trả tự do tại phiên kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền hồi đầu năm 2014 tại Geneva, Thụy Sĩ. Hai người trong danh sách, ông Cụ Huy Hà Vũ đến Hoa Kỳ ngày 7 tháng 4 năm 2014, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Hoa Kỳ ngày 21 tháng 10 năm 2014 và blogger Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ ngày 19 tháng 9. Tất cả đều được đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường luật sư Lê Quốc Quân đã mãn hạn tù từ ngày 27 tháng 6.